Rồi, xin trọng kính chào toàn thể quý vị các anh chị em. Nội dung clip này là mình sẽ nói về cái cách chiêu mộ pet đồng hành nào phù hợp nhất, với lại cái cách khảm đá hồn thuộc tính sao mà hiệu quả nhất cho môn phái Minh giáo. Thì cỡ tầm 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đó, môn phái Minh giáo này sẽ xuất hiện trên cái server Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Việt Nam ở do cái bản cập nhật mà sắp tới của xuất hiện môn phái Minh giáo này ha. Có cho nên đó là mình gán gấp rút mình làm luôn cái clip này để cho anh em có cái tham khảo, mà có thể mình chuyện sắp tới mình có nên sử dụng môn phái Minh giáo không, mà nếu chơi thì mình có cái cơ sở để mình chọn pet đồng hành với lại cái khảm đá hồn sao. Thì đầu tiên mà nói về pet đồng hành á thì mình sẽ gom chung hai mình sẽ gom chia hai phần, một đó là best 3S mình sẽ nói riêng, và best 2S và best 1S mình nói chung. Best nói riêng là tức là những cái chiêu của best 3S này nó khác biệt hoàn toàn những cái đồng hành còn lại, nó không đụng chạm với ai hết. Còn best 2S với best 1S thì nó cùng là cái chiêu hộ chủ nhưng mà nó chỉ khác nhau cái cấp thôi. Cho nên là bên server Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile server Trung Quốc nó có tới 5 best đồng hành 3S, thì sắp tới của đồng hành Quỷ Cốc Tử nó sẽ xuất hiện ở phiên bản Việt Nam luôn. Cho nên là bây giờ mình phân tích luôn ha. Nhưng mà trước khi phân tích thì mình sẽ coi cái thuộc tính cơ bản của môn phái này nó làm sao cái đã, rồi mình mới phân tích tiếp ha. Rồi thì cứ một cấp, anh em cứ lên một cấp ấy, thì môn phái Minh giáo này nó sẽ tăng cho mình một một điểm thể chất nè, 4 điểm sức mạnh, 4 điểm sức mạnh, 4 điểm né tránh và 1 điểm linh hoạt. Thì đánh giá cho sau cùng thì đặc tính của môn phái này là cận chiến, sốc đam và cái gì đó quên, cái khống chế, cho nên nó là mình sẽ đẩy mạnh bạo kích và khống chế, mình sẽ tăng hai cái thuộc tính đó để cho nó có thể tăng cái khả năng hỗ trợ team được nhiều hơn. Thì cái vị trí đánh của Minh giáo này nó khá là linh hoạt, nói chung là đánh theo cái kiểu mà gọi là BK tống kim cũng được, mà đánh theo kiểu mà gọi là hỗ trợ cũng được, mà đánh solo cũng được. Nói chung là cái lối chơi thì nó đa dạng lắm, nhưng mà mình chơi thì mình cũng cẩn thận chút là môn phái này mình thuộc cái môn phái máu giấy ha, là chỉ có 1 điểm thể chất thôi, cho nên là mình cải thiện cái đá hồn, mình cải thiện cái lượng máu giấy này lên chút xíu ha. Rồi đam thì đam nó to sẵn 4 điểm trên 5, cứ 4 trên 5 cho thì đam sức mạnh thì nó khá là nhiều rồi. Thì anh em nào muốn đi thuần đam để tăng cái kiểu mà gọi một một đấm phát chết luôn ấy thì cũng được thôi ha. Còn né tránh là cũng nhầm nhầm, né tránh thì nó cũng 4 trên 5 điểm thì né tránh của môn phái này khá là cao, với lại nhưng mà tỷ lệ xuyên giáp thì không có, cái liệu linh hoạt không có, cho nên đam bộ kích rất là thấp. Thì đam to, né cao nhưng mà máu giấy với lại linh hoạt thấp, thì mình sẽ coi các video làm sao ha. Rồi bây giờ mình chuyển là mình nói về để đồng hành 3S lại ha. Rồi thì đầu tiên thì cái này là theo cái kiểu giống như là mình sẽ phân tích theo cái ý kiến cá nhân của mình thôi, để cho anh em có một cái cơ sở, còn theo ý của anh chị em như thế nào thì tùy theo anh chị em ha, mình sẽ phân tích chung thôi. Rồi đầu tiên thì gọi là Bích Hoàng Nhan Hồng Liệt, thì Hoàng Nhan Hồng Liệt có chiêu là Xâm La Vạn Tượng Bộ. Thì chiêu này tăng, nói chung là 4 best 3S đầu tiên, chơi best nào cũng tăng cho mình cái sát thương cuối hết. Chỉ có best Quỷ Cốc Tử là nó giảm sát thương cuối thôi, cho nên là giảm sát tăng sát thương cuối này mình không có so sánh với mấy cái best kia ha. Rồi thì Hoàng Nhan Hồng Liệt nó tăng cho mình 5% né tránh cơ bản và 10 điểm và 10 điểm tỷ lệ hiệu quả thuộc tính. Ok thì môn phái Minh giáo là môn phái là nãy có 4 trên 5 điểm né tránh, cho nên là mình tăng cái né tránh này là né tránh cơ bản, cho nên là mình sẽ tăng được cái kiểu mà gọi là một cái dạng cái bang thứ hai. Thì cái né tránh cơ bản này mình thấy là cần thiết cho môn phái Minh giáo, với lại cái tỷ lệ hiệu quả thuộc tính. Thì môn phái mình là cái đặc tính của nó là có khống chế nữa, cho nên mình tăng được cái hiệu quả thuộc tính thì cái khống chế mình sẽ tăng lên, cái tỷ lệ khống chế mình sẽ tăng lên, cho nên mình thấy cái best thích hợp nhất cho môn phái Minh giáo này là Hoàng Nhan Hồng Liệt ha. Rồi thì qua tới Võ Tắc Thiên thì để coi Võ Tắc Thiên sao. Võ Tắc Thiên thì nó có cái chiêu là Lưu Hải Vô Nhai Quyết, thì tăng một sát phần 1% sát thương cuối, thì nãy mình nói rồi mình sẽ không so sánh nữa. Rồi tăng 1% tỷ lệ sinh lực hiện tại với 5% cái gọi là miễn sát thương bạo kích. Miễn đây là triệt tiêu luôn cái sát thương bạo kích chứ không phải là bỏ qua nữa hay là phản hay là gì cả, nó gọi là triệt tiêu luôn. Nói chung là miễn là bỏ triệt tiêu ha. Thì nãy môn phái của mình là máu giấy chỉ có 1 điểm thôi, cho nên là cái 1% hiện tại này là nó tăng luôn cái phần trăm cây máu hiện tại của anh em. Ví dụ mình ép hết đá hôm này nọ tùm lum cái kiểu này dò vô máu mình bao nhiêu thì nó tăng cho mình cái phần trăm đó luôn ha, là mình thấy
mình cần cái bét giao tất thiên này để nó tăng cái lượng máu giấy của môn phái này lên. Nhưng thì nói đi nói lại thì chi tiêu trong game cũng hợp lý ha. Ví dụ môn là giờ đồng hành giao tất thiên á, thì có nhiều bang họ đấu khá là cao. Có anh mình thấy là trong bang mình hiện tại vẫn đang có hiện tượng là mua đứt đồng hành này ha. Với lại cái miễn sát thương bạo kích thì miễn sát thương bạo kích thì môn phái nào cũng cần rồi. Nói chung á, là môn phái nào đam to, nói chung nó xuyên vô dữ lắm. Cho nên là cái miễn sát thương bạo kích này mình cần cái này, thì nói chung có cái này là cũng lợi ha. Thì mình thấy đồng hành thứ hai phù hợp với môn phái minh giáo này là giao tất thiên. Rồi tiếp theo là đồng hành tần thủy hoàng. Thì đồng hành tần thủy hoàng này mình thấy là nó có cái chiêu chí tôn tù thiên thủ, thì cũng tăng 1% sát thương cuối ha, 10% tấn công và 20 bỏ qua né tránh, 10 cái điểm tấn công và 20 điểm bỏ qua né tránh. Thì mình thấy là môn phái này nó thuộc dạng đâm to rồi. Với lại cái bỏ qua né tránh này á, thì kinh mạch nó tăng là khá là nhiều. Nhưng mà anh em nào mình thấy mình cần cái đồng hành này á, thì mình vẫn có thể sử dụng được hả. Đó, nhưng mà mình nghĩ là đồng hành này thì tạm thời là mình sẽ để so sánh với hai đồng hành còn lại để coi có thích hợp không. Nhưng mà hiện tại mình thì mình thấy là môn phái minh giáo đam nó to sẵn rồi, thì tăng đam nữa thì không cần thiết nữa. Rồi qua đồng hành hạng vũ ha, thì đồng hành hạng vũ này nó có cái chiêu tu la phản ngục kích kình hay kích nào, tu la phần ngục kình. Thì cái chiêu này nó sẽ tăng cho mình cũng là sát thương cuối luôn, 5% tỷ lệ bạo kích cơ bản và 12% bỏ qua kháng tất cả, 12 điểm chứ. Cái này là phần trăm nhưng mà cái này là điểm, 12 điểm bỏ qua kháng tất cả cơ bản, kháng tất cả thôi, không có cơ bản, kháng tất cả thôi. Thì đồng hành hạng vũ này nó được cái tỷ lệ bạo cơ bản của mình thì môn phái mình không có bạo kích, cho nên là tăng cái tỷ lệ bạo kích cơ bản. Mình sử dụng đồng hành này được với điều kiện là cái giàn đá bạn có bạo kích nhiều, tăng tỷ lệ bạo kích nhiều hoặc là linh hoạt nhiều thì bạn nên ép đồng hành này. Rồi 12 điểm bỏ qua kháng tất cả thì đam mình to sẵn, nhưng mà vượt bỏ qua kháng thì mình có thể đánh nhập đam hơn cho đối phương, cho nên là mình thấy đồng hành này cũng thích hợp luôn. Nói chung là tùy thôi, để mình phân tích luôn quỷ cốc tử rồi mình tiếp theo mình coi ha. Rồi quỷ cốc tử thì quỷ cốc tử này á, thì nó khác với mình cái đồng hành kia á, là những bốn cái đồng hành đầu tiên thì nó tăng cho mình là tăng sát thương cuối cùng, nhưng mà đồng hành quỷ cốc tử này nó giảm sát thương cuối cùng nha. Cho nên là cái giảm sát thương cuối với lại tăng sát thương cuối thì cái sơ y kỳ chân cát của mình có nói thì hai cái thuộc tính này thuộc tính là quan trọng hơn, thì tùy anh em thôi ha. Nhưng mà nó tăng cho mình là cái 5% kháng tất cả cơ bản và cái 6 điểm này là 6 điểm thời gian kháng hiệu quả thuộc tính. Ok, thì 5% kháng tất cả này là nó sẽ tăng cái lượng trâu bò của mình lên cái kháng tất cả, tức là tăng hết mọi cái trạng thái kháng lên. Còn 6 cái điểm mà kháng tỷ lệ cái kháng thời gian hiệu quả thuộc tính, tức là nếu như mình bị côn lôn dặm choáng 2 giây đi thì mình kháng được 6 điểm thì nó sẽ giảm xuống là chắc chắn nó sẽ dưới 2 giây, nó tầm giây rưỡi hay gì giây 8 gì đó. Thì mình thấy là cái 5 bet đầu tiên, 5 bet 3S đầu tiên thì mình thấy là mình em chắc chắn mình sẽ sử dụng Hoàng Nhan Hồng liền, giỏ tắc thi. Còn quỷ cốc tử đó là vị trí thứ ba là mình đề cử ha. Còn cái vị trí thứ tư là tùy anh em thôi, anh em thích đồng hành tần thủy hoàng hay là hạng vũ gì cũng được. Nói chung là hai đồng hành này mình ở dạng đề cử, thì tùy anh em thích sử dụng đồng hành nào sử dụng. Nói chung là ba đồng hành này, hai đồng hành đầu tiên là mình khuyên, đồng hành này là miễn cưỡng có thể chấp nhận, còn hai đồng hành này là giống như là tùy anh em muốn sử dụng thì sao sử dụng thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói tới những đồng hành 2S và 3S. Thì đồng hành 2S thì nó sẽ trùng chiêu với đồng hành 1S, nó chỉ khác nhau ở chỗ cái cấp giới hạn sau cùng thôi. Hả? Cho nên nó là rồi đầu tiên mình sẽ nói về Nhạc Phi. Nhạc Phi thì nó sẽ có cái chiêu mà nhất xuyên chứng hải quyết. Đồng hành này thuộc bét hệ thủy chứng hải đúng rồi. Nó sẽ tăng cho mình 10 điểm tấn công, 20 điểm kháng thủy, 10 điểm tấn công, 20 điểm kháng thủy và 20 điểm né tránh. Mình thấy đồng hành này có né, có tấn công, mà mình lại là một cái phái né cao, tấn công cao nữa thì đâu có xài đồng hành này nữa làm chi. Rồi thì Nhạc Phi bỏ qua ha. Rồi tiếp theo là Ngu Cơ. Ngu Cơ thì nó có cái chiêu gọi là ngạo hàn bức diệt thể, thì nó sẽ tăng cho mình là 6 điểm bỏ qua kháng tất cả cũng được, 20 điểm kháng quả cũng được luôn.
6 điểm kháng thời gian tê liệt cũng được luôn. Thì cái đồng hành này giống như mình đi thi đấu môn phái này, giống như anh em nào thì thường thường là anh em chơi 4 đồng hành một lốp vong, nhưng mà những cái anh mà đứng top này nọ họ đi thi đấu môn phái nhưng mà họ muốn giành tương dương hay là không phải là đứng gần top thì họ cần cái đồng hành này để bổ trợ để mình đánh thi đấu môn phái. Thì mình thấy 6 cái điểm bỏ qua kháng tất cả thì cũng cần nè, cái kháng quả để đánh môn phái thì môn phái mình do thuộc tính hệ quả mà đánh môn phái thì từ cái kháng quả này 6 thời cái thời gian kháng tê liệt luôn. Rồi đồng phái này không chế cứ cao cho nên mình cần cái tê liệt này để mình, thế nói chung là đồng hành ngu cơ này cần để đánh thi đấu môn phái ha. Cho nên là, nhưng mà môn phái khác thì nó coi như là nó không có hỗ trợ được gì hết, cho nên là đánh tổng thì không có cần, chỉ cần để đánh môn phái thôi. Còn đồng hành kinh khai thì nó có cái chiêu này là thiên hỏa lưu ly bộ. Thiên hỏa lưu ly bộ thì nó tăng cho mình là 4% sát thương bạo kích, 10 điểm linh hoạt và 20 điểm chính xác. 4% sát thương bạo kích do là môn phái Minh Giới là môn phái không có đam bạo kích và linh hoạt thấp, cho nên là mình cần đồng hành này, cần đồng hành kinh ca để mình tăng cái này lên. Nói chung là mình không có tiền sắm 3S thì mình cái đồng hành kinh ca là cái đầu tiên tôi đề cử để anh em sắm 2S ha. Thì cùng với chiêu thiên quả lưu ly bộ này thì đồng hành 1S nó có tương đương với lại là Yên Nhược Tuyết nè, cũng có chiêu thiên quả lưu ly bộ ha. Yên Nhược Tuyết với lại đang mọc dễ nè, đó đồng hành 1S, đó đồng hành 2S trùng. Thì bây giờ xét tới Lý Quảng. Lý Quảng thì nó sẽ có cái chiêu Hồng Loan Thiên Ti Thủ. Lý Quảng cầm cung mà tại sao cái chiêu nó là Hồng Loan Kim Ti Thủ ta? Hồng Loan cài bà đi, đừng quan tâm tới. 6 điểm bỏ qua kháng tất cả, không có cơ bản, 6 điểm kháng tất cả thôi, 20 điểm kháng kim và 6 điểm kháng thời gian bị thương. Thuộc tính của mình là hệ quả, mình cần cái này làm chi. Đồng hành Lý Quảng bỏ qua ha, mình không có cần cái này. Rồi đồng hành này là đồng hành Triệu Vân. Thì Triệu Vân nó có cái chiêu là đạp nguyệt chích tinh bộ, tăng cho mình 10 điểm sức mạnh, 20 điểm kháng thổ và 20 điểm né tránh. Sức mạnh mình có rồi, kháng thổ thì đâu có liên quan gì tới môn phái mình. Với lại 20 điểm né tránh, né mình cũng cao sẵn luôn rồi. Rồi, lại bỏ qua một bên. Đồng hành này chỉ thích hợp như những môn phái gọi là máu ta nga mi đồ các kiểu, nhưng mà máu dài sẵn mà không có né với lại không có đam á. Mấy môn phái mà không có đam thì mình cần đồng hành này thôi. Rồi, bỏ qua thôi ha. Đi đồng hành Lý Nguyên Bá thì Lý Nguyên Bá này là có cái chiêu Hổn Nguyên Kim Can Hệ. Nghe là biết nó trâu bò rồi đó. Tăng cho mình 10 điểm sát thương hệ kim. Có gì đó sai sai nếu mà mình giảm 10 điểm thể chất và 6 điểm kháng thời gian tàn phế. Nếu mà 10 điểm thể chất thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được, tại vì mình cái thể chất này nó tăng cái máu giấy lên ha, nhưng mà cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Còn 6 điểm kháng thời gian tàn phế giống như là mình đánh với hệ mộc, đánh với tiêu dao, hoa sơn hoặc là củ độc này nọ thì tùy anh em thôi. Nếu mà anh em thấy mình cần đồng hành này thì mình khảm. Mình chiêu mộ, còn không thì thôi. Chứ đồng hành này tôi thấy cũng nó cũng thuộc dạng vừa thích hợp mà cũng vừa không thích hợp. Nói chung là 50-50, tùy theo sở thích mỗi người thôi. Rồi tới đường giảng thì để coi đường giảng có chiêu Thiên La Thiên Cơ Bộ. Thiên La Thiên Cơ Bộ. Nãy giờ chưa nói tới. 10 điểm tỷ lệ bạo kích. Tỷ lệ bạo kích. Ok, 10 điểm linh hoạt. 10 điểm linh hoạt. Ok, 10 điểm linh hoạt. 6 điểm thời gian kháng choáng. Số điểm thời gian kháng chiến này để đánh với cung lôn phải không? Mình nghĩ là đồng hành này là kệ cần, đơn giản là cần thiết cho một phái minh giáo này, tại vì tăng 10 điểm tỷ lệ bạo kích, 10 điểm linh hoạt thì mình cần hai cái đó, nó cũng tương tự giống như đồng hành kinh kha vậy, nó chỉ khác cái hộ trụ phía sau thôi. Đó, mình cần cái thời gian kháng choáng này, giống như mà mình nói chung là hai môn phái khống chế đánh với nhau này nó khá là khó chịu. Mình cần mình khống chế cứng cao hơn nó thì mình cứ làm chủ cuộc chơi hơn nó thôi ha. Thì đồng hành đường giảng này thích hợp ha. Thiên La Thiên Cơ Bộ thì nó có cái chiêu mà đồn cùng với nó là không phải con này. Thiên La Cưng Cơ Bộ đồng hành 1S là có chiêu Thiên La Thiên Cơ Bộ đường giảng nè. Đồng hành đường giảng, đường giảng ha. Thiên La Thiên Cơ Bộ nữa là có hình như là không phải. 1S mình không có nhớ nhiều mấy. Thiên La Thiên Cơ Bộ đồng hành này là đồng hành chiếc biệt nè. Đó, thì đó là những đồng hành 1S mà cùng thuộc tính với đồng hành đường giảng, thì đồng hành đường giảng là 2S ha. Rồi qua tới đồng hành 2S tiếp theo là
Dương Ảnh Phong. Thì Dương Ảnh Phong nó có cái chiêu là bác bác Hoàng Viên Long Kình. Thì cái này tăng cho mình sát thương hệ quả, nhanh nhẹn và né tránh. Sát thương hệ quả thì cần, nhanh nhẹn thì cũng cần, với hai điểm bổ qua né tránh. Thì cái đồng hành này chỉ tăng điểm thôi chứ không có tăng cái thuộc tính cơ bản, cho nên là mình cần cái đồng hành này để mình đánh thi đấu môn phái, cần cái sát thương hệ, cái nhanh nhẹn với cái bộ quay né tránh để đánh trong thi đấu môn phái, chứ còn đánh tổng quan thì mình thấy đồng hành này không có cần mấy. Dương Ảnh Phong thì trùng thuộc tính với Dương Ảnh Phong thì có Cuồng Tông Ngao Hoàng nè, với lại Dương Ảnh Phong. Cao Trường Cung, những cái đồng hành cùng thuộc tính với Dương Anh Phong. Còn Nam Cung Phi Dương, Nam Cung Phi Dương thì về Việt Nam chỉ còn là Nam Cung Phi thôi. Ok, Nam Cung Phi thì có Lưu Phong Hồi Tuyết Vũ, thì nó tăng cho mình 10 sát thương hệ thủy, 10 điểm thể chất và 10 điểm kháng bạo kích, thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được với cái 10 điểm thể chất với lại cái 10 điểm tỷ lệ kháng bạo kích, để người đối phương đánh không nhập đam thì đỡ tốn máu hơn phần nào đó. Thì nói chung đồng hành thì cũng cần, cũng gần tạm chấp nhận được ha. Thì cùng thuộc tính thì có đồng hành là Lưu Y Thủy nè, còn không mà cái đồng hành Tần Lương Ngọc đó, thì cùng thuộc tính với Nam Cung Phi Dương. Rồi, đồng hành Độc Cô Kiếm. Đồng hành Độc Cô Kiếm này là có chiêu bất động như sơn trận, tăng cho mình 10 điểm sức mạnh, 20 điểm kháng mộc và 6 điểm kháng tất cả. Thì sức mạnh có sẵn rồi, 20 điểm kháng mộc không liên quan, 6 điểm kháng tất cả. À, cũng được, để 6 điểm kháng tất cả cũng được đi, nhưng mà mình thấy không có thích hợp mấy, tại vì ba thuộc tính mà chỉ cần một thuộc tính thì ép làm chi nữa. Thì nói tới đây thì đồng hành 3S nó hết rồi, thì nói những đồng hành 1S thì anh em lựa sao mà thấy thích hợp với mình giai đoạn đầu tiên, giai đoạn 4X 5X rồi, thì đồng hành 2S với 3S thì nó chưa xuất hiện đồng hành 3S và đồng hành 2S là khá là đắt đỏ, thì tùy anh em thích, anh em chọn sao mà nó thấy phù hợp thì nó anh nói chung là chi tiêu hợp lý, hợp túi tiền của mình là mình sử dụng ha. Thì mình nói qua cái phần đồng hành thì mình có đề cử những cái đồng hành nào thì theo anh em thấy đồng hành nào thấy thích hợp với mình, sắp tới mình sử dụng thì mình sử dụng đồng hành đó ha. Thì qua giờ qua tới đá hồn. Qua tới đá hồn thì mình bây giờ mình sẽ xét đá 4 thôi, để đá 4 là cái đá bắt đầu cho cái đá đá hồn sau này. Những cái đá hồn mạnh mạnh sau này nó đều bắt hồn bằng bắt bắt đầu từ đá hồn 4 ha. Với lại kết thúc của đá hồn 4, kết thúc của những cái viên đá hồn nói làm sao ta? Nói chung là đá hồn 4 và đá hồn tím sơ với lại đá hồn tím cao đó là kết thúc của những cái viên đá cấp nhỏ với lại bắt đầu của những viên đá cấp cao. Cho nên là mình sẽ xét từng món ha. Đầu tiên là mình sẽ xét về đá hồn vũ khí. Đá hồn vũ khí thì vũ khí thì mình đề cử anh em lên khảm là khảm, mình sẽ khảm đồng hành, mình đang nói về đá tím. Thì đá tím thì có đồng hành ấy là mình nhầm, đá tím thì có đồng đá đá hồn, để coi vũ khí khảm thì đá hồn địch Nhân Kiệt nó sẽ tăng cho mình 105 điểm tấn công. Thì anh em nào muốn đi thuần đao thì mình tăng cái này, nhưng mà tôi thấy đá hồn minh giáo là có công cao sẵn rồi, mình không cần thiết mình ép đeo giáp viên đá này à, thì thôi. Còn đá hồn Dương Anh thì tăng cho cái hút sinh lực 9% với sức mạnh 28, thì môn phái nào cũng cần chỉ Dương Anh này thôi hả. Ủa sao bấm đi ra rồi. Đó mình đang nói những cái đá hồn tím bậc thấp ha. Rồi đá hồn quyền nhân. Đá hồn quyền nhân này á, thì nó sẽ tăng cho mình là cái điểm bỏ qua né tránh và bỏ qua né tránh và điểm sức mạnh. Nói chung là những ông cấp thấp thì cần những cái đá hồn này, còn lên cấp cao thì chắc không có cần nữa, tại vì sao có đá hồn hạng vũ rồi nó thế vô rồi, cái đá hồn này thấy không cần thiết. Đá hồn quyền thiên đạo nhân thì nó tăng cho mình cái tỷ lệ bạo kích, thì tôi nghĩ là đá hồn này cần cần là nãy giờ mình có hai viên Dương Anh với quyền thiên đạo nhân của ông cần cần cái tỷ lệ bạo kích để tăng cái đam bạo kích của mình lên. Rồi đá hồn Hắc Diện Lang Quân thì nó tăng cho mình sức mạnh và chính xác, thì tôi nghĩ là anh em nên ép viên này. Là nãy giờ mình được 3 viên phải không, một một trang bị được khảm 6 viên thì phải.
thẩm sáu viên. Đồng hành này đường đồng hành gia luật tỷ lệ này thì nãy thì nó triệt tiêu với đồng cái đá hồn quyền đá hồn địch nhân kiệt, tại vì địch nhân kiệt là bắt bắt đầu nó là sơ sơ tím thôi, còn cái đá hồn gia luật tỷ lệ này nó đã là trung tím rồi thì nó mới bằng thuộc tính của viên kia, nhưng mà về sau thì mình viên kia thì được lên màu cam, cho nên là cái này là chuẩn cho mấy ông cấp thấp này cần nè. Còn về đồng còn đá sát thương hại, tôi thấy đá sát thương hại quả cần là chính xác đó, còn mấy cái kia là những cái viên đá còn lại, những cái sát thương hại khác thôi đó. Cái sát thương hại cho những cái ông đầu game thì mình cần nói chung ép cao trường cung ha. Rồi mấy viên này mới vô rồi, sức mạnh với lại chính xác thì đá hồn này là đá hồn Triệu Hồng Quyên với lại Trương Phong, thì những cái đá hồn này là bực cho mấy ông bực nhỏ thôi, về bực cao thì người ta không có sử dụng nữa, tại vì nó là đá kết thúc của đá tím mà, cho nên là về sau không có sử dụng nữa đó. Còn về cấp cuối cùng mấy cái cấp lớn này nọ thì mình có đồng hành hạng vũ nữa nè, hạng vũ nó tăng cho mình là cái sát thương cuối cùng nè, đó là cái khảm vũ khí, thì tùy hôm nay thích khảm viên nào khảm thôi, nhưng mà mấy cái đồng hành mấy cái viên đá về sau thì chỉ khảm được một viên cho một trang bị thôi, còn những cái viên đá dưới đây á, thì những cái viên đá này trở về xuống á, thì nó có thể khảm được nhiều viên cho một trang bị đó. Nên là mình nói xong cái phần vũ khí xong rồi qua cái phần nón. Nón bắt đầu của đá hồn nón thì có đá hồn Doãn Doãn Tiêu Vũ, thì Doãn Tiêu Vũ nó tăng cho mình là cái này là bỏ qua né tránh cơ bản, thì tôi nghĩ là anh em nên khảm cái viên này để mình bỏ cái né tránh của đối phương để mình đánh nhập đàm hơn. Còn cái viên đá hồn thứ hai đó là Tiêu Ngọc Trúc, thì cái viên này tăng kháng tỷ lệ thuộc tính, thì môn phái thì hai môn phái mà gọi là khống chế với nhau thì mình cần cái kháng tỷ lệ thuộc tính để mình giảm cái thuộc tính, thì mà môn phái nào khống chế nhiều hơn thì nó thắng thôi. Còn Đoan Mộc Vệ nó tăng cho mình là cái sát thương bạo kích và cái kháng kim. Kháng kim mình thấy mình không cần, nhưng mà nhờ cái sát thương bạo kích nó tăng lực 5% thì mình nghĩ là mình cần viên đá cái này đó anh em ơi. Ha. Còn đá hồn độc cô kiếm thì nó sẽ tăng cho mình bỏ qua kháng qua tất cả với tấn công. Thì viên đá này cũng có thể là mình miễn cưỡng mình chấp nhận được. Mình cần để mình tăng đam lên. Còn viên đá này chỉ tuyển cơ tử chỉ tăng tấn công thôi, chỉ tăng 105 điểm tấn công thôi, mình nghĩ là không cần đâu. Rồi Hoàng Nhan Tương thì nó tăng cho mình sát thương bạo kích 5% là kháng tỷ lệ bị thương, thì mình nghĩ là mình cần cái dòng sát thương bạo kích. Còn cái kháng tỷ lệ bị thương thì đặc trưng của mình là hệ quả là mình có kháng bị thương sẵn rồi, cho nên là không cần thiết mấy. Còn cái đồng hành cái lồng nhầm cái đá hồn Phương Nhiễm này nó tăng cho mình cái thời kháng thời gian thuộc tính, thì mình nghĩ là mình dư lỗ thì mình cứ khảm vô thôi, còn nếu mà mình suy nghĩ mình không cần thiết thì mình không cần thiết đó. Còn ra cái đá hồn Nguyệt Minh Giao này nó tăng cho mình kháng tất cả về sinh lực, nó do đá hồn những cái ông cấp thấp sợ sử dụng ha, còn những viên đá hồn cấp cao thì không có cần sử dụng. Nhưng mà đá để khảm nón thì trừ cái hai cái viên cuối này ra, những cái viên đá này trở lên thì những cái viên đá tím này đều khảm được một viên cho một trang bị hết. Còn về những cái lên cấp cao thì nó có đá hồn Tần Thủy Hoàng nè. Tần Thủy Hoàng này là ngũ hành nhược quá với sức mạnh lực tấn công 300 điểm, ngũ hành nhược quá với ba với lại tấn công. Hết rồi anh em ơi, chỉ có Tần Thủy Hoàng thôi. Rồi, qua tới dây chuyền thì dây chuyền khá là nhiều lựa chọn, là vậy sau những cái viên đá gọi là thú linh giống ngoại này nọ đó, thì đá dây chuyền đá bao tai với lại đá ngọc bội hậu thân phù luôn, nó khá là nhiều, cho nên là mình khá là nhiều lựa chọn trong cái đá hồn này. Đầu tiên thì mình sẽ nói tới đá hồn cự ngao phong hậu. Cự ngao phong hậu nó tăng cho mình cái rồi lắc mạng à, đây không có lắc máy. Rồi cự ngao phong hậu nó sẽ tăng cho mình cái bỏ qua né tránh cơ bản của đối phương 6% chứ sinh lực. Mình cần cái bỏ qua né tránh cơ bản của đối phương để mình đánh nhập đam hơn ha. Thì cái viên đầu tiên mình cần khảm cái này là cự ngao phong hậu. Cái viên thứ hai mình cần khảm là viên Diệp Thanh Dương này tăng tỷ lệ kháng bạo kích. Tỷ lệ kháng bạo kích có cần lắm không ta? Hình như thì mình cần để khảm viên này tỷ lệ kháng bạo kích ha. Tăng xong 7 điểm kháng bạo kích. Còi đá hồn quyền thiên võ cơ thì chỉ tăng nhanh nhẹn thôi, mình là nhanh nhẹn cao sẵn rồi, mình nghĩ mình không cần, nhưng mà anh em nào thiết nghĩ mình dư lỗ hay là mình thích mình khảm thì mình cứ khảm.
ở Diên Hồng Quyền Thiên Giới Khơ mình thấy không cần. Còn Hoàng Ngọc Anh thì tăng tỷ lệ bạo kích, bỏ qua né tránh. À, cần dưới này thì cần 56 điểm bỏ qua né tránh với tỷ lệ bạo kích thì nó cũng nhập đầy nhập đam khá là nhiều. Rồi viên đá hồn Nhạc Phi, đá hồn Nhạc Phi này tăng mình kháng thủy với tỷ lệ làm chậm, chả liên quan gì một phải mình. Rồi đá hồn đường này là đường đường cù hả, đường cù tăng tỷ lệ thuộc tính để mình đánh khống chế. Rồi mình khảm viên đá hồn này. Rồi đá hồn Lôi Chứng Thiên, Lôi Chứng Thiên này tăng tỷ lệ thuộc tính với tỷ lệ kháng làm chậm, cái này là cho những ông cấp thấp sử dụng, về sau đá sau thì phải thay thế hết những viên đá này, về sau thay thế hết mày. Đường đường ảnh bỏ qua né tránh, sinh lực ép luôn nhưng mà về sau thay thế. Chắc phi phàm mà tăng tỷ lệ bạo kích thì tăng tỷ lệ bạo kích thì thấy cũng cần đó, nhưng mà nó là đá tím, nó là đá tím cao cho nên là về sau không ai sử dụng tới nữa. Rồi cái này là Xài Tung, thì Xài Tung tăng kháng thủy với lại sinh lực. Mình hệ quả mình cần kháng thủy thì cần thiệt đó, nhưng mà về sau thì đâu có cần mấy cái này mấy. Rồi từ cái đá hồn đường ảnh trở đi, nói chung là trừ 3 viên này ra, trừ 3 viên đá tím này ra, những viên đá tím còn lại đều khảm được cho một trang bị. Đều chỉ khảm được cho một trang bị. Còn những lên cái đá cấp cao lên thì mình có thêm đá hồn mà đá hồn mà Đường Hiểu, thì Đường Hiểu này nó tăng cho mình cái tỷ lệ bạo kích cơ bản lên, cho nên là anh em nào có điều kiện thì mình đấu viên đá hồn này. Chứ điên đá hồn này chỉ có xuất hiện ở hoạt động Bạch Hổ Đường Liên Server, cái giá đấu khá là cao ha. Viên đá hồn đề cử với di chuyển mình thấy viên đó là thích hợp nhất á. Rồi về hậu quyển thì nó nãy mình có nói rồi, hậu quyển nó khá là nhiều lựa chọn, thì những cái đá hồn mà thủ linh giới ngoài này nọ nó khá là nhiều sự lựa chọn bên đây. Cái bên mặt bao tay thì bao tay cái viên tím đầu tiên mình nhìn thấy là Hà Linh Phiêu, nó tăng cho mình 56 điểm linh hoạt và sinh lực. Linh hoạt mình cần đây, mình cần tại vì linh hoạt mình không có, mình tăng 56 điểm linh hoạt này, tôi thấy viên Hà Linh Phiêu này là cần ha. Rồi qua tới viên Phương Nguyên Phương, Nguyên Phương là tăng kháng tất cả 28 giờ sinh lực, thì tăng kháng tất cả để nó trâu bò lên. Còn về đá hồn tùm lum viên thú này thì mình nghĩ là mình là thuộc phái hệ quả, cho nên là mình cần tăng cái kháng thủy của mình lên. Kháng thủy thì cần thì có chỉ có kháng quả thì mình cần viên ngân giác tây hoàng để thi đấu môn phái nè. Còn kháng thủy hình như là viên này kháng thổ, kháng thủy à, viên này đây, viên định hải kim cang thì nó tăng cái kháng thủy lên. Đó này là những cái viên đá để tăng cái lượng kháng lên. Còn Lý Quảng nó tăng linh hoạt cho mình 84 điểm linh hoạt, thì mình thấy là Lý Quảng này mình cần để mình khảm vô ha, tăng cái linh hoạt lên. Rồi đá hồn Lý Thiên Mục thì tăng cho mình cái tốc độ đánh và cái chính xác, thì mình lấy cái điểm tốc độ đánh đó thôi. Nói chung là mình khảm cái viên này, chung mình lấy cái tốc độ đánh ha. Còn đá hồn Dương Hy Liệt này sẽ tăng thời gian thuộc tính, là tăng cái tỷ lệ khống chế mình, thời gian khống chế mình lên cho mình nghĩ là anh em mình nên ép viên này. Dương Hy Liệt với lại cái viên đường tiêu tăng linh hoạt, cái tăng sức mạnh, thì đường tiêu thì sau này mình ép Lý Quảng mình không cần khảm nữa. Rồi server đầu tiên thì cần thôi, nó hai viên, có hai viên giữa Triệu Thăng Quyền với đường tiêu, thì tôi nghĩ anh em nên ép đường tiêu đi, tại vì Triệu Thăng Quyền này nó chỉ tăng máu thôi, còn đường tiêu nó tăng thêm cái Triệu Thăng Quyền này tăng chính xác, em nên ép Triệu Thăng Quyền này, còn đường tiêu chỉ tăng máu thôi. Thì trừ đường tiêu với Dương Hy Liệt và Triệu Thăng Quyền, Triệu Thăng Quyền ra, thì những viên đá ở trên nó đều khảm một viên hết. Còn những viên đá về sau thì nó sẽ xuất hiện thêm, để coi xuất hiện thêm viên gì không. Thì nói chung là viên đá về khảm bao tay hậu quyển nó chỉ có nhiêu đó thôi, nó không có đá nào gọi là bắt đầu từ đá cấp sơ. Rồi qua đó ha. Còn những viên đá liên server thì từ từ mình sẽ nói sau, mình lại nói chung cái khung bài bán trước đi. Rồi bây giờ mình chuyển qua khảm nhà nhẫn. Khảm nhẫn thì bắt đầu từ đá tím, mình sẽ có viên Dương Tái Hưng. Thì Dương Tái Hưng này tăng cái điểm bỏ qua né tránh 112 điểm, bỏ qua né tránh và tấn công tăng cho mình 53 điểm, thì tôi nghĩ Dương Tái Hưng này là cần cho khảm nhẫn. Viên đá hồn này là Tống Thu Thạch. Tống Thu Thạch này tăng tấn công và kháng thổ thì không cần nữa đâu. Mạnh Chí Thu tăng sức mạnh và kháng ngọc hay cũng không cần luôn. Đá hồn Nam Cung Phi Dân tăng cho mình linh hoạt 56 điểm và bỏ qua kháng tất cả 14 điểm ép Nam Cung Phi Dân.
đá hồng triệu vân thì tăng bổ qua né tránh, bổ qua né tránh ép luôn, cần cần cái viên này cần chứ sao không cần. Rồi viên này sẽ tăng cho mình là sức tấn công với lại cái dương thiết tâm, tăng tấn công với kháng tỷ lệ tàn phế thôi cho nên không cần mấy nữa. Rồi quyền thiên đạo nhân tăng cho cái tỷ lệ bổ qua né tránh, tăng cho bổ qua né tránh thì sinh lực cũng thấy không cần. Nói chung mà kháng mộc viên này là tăng kháng mộc với sinh lực thấy cũng không cần luôn. Thì vậy sau thì có thêm viên đường giảng tăng cho mình cái sức mạnh về cái né tránh. Thì mặc dù là mình là cái phái đam to rồi nhưng mà nói chung mà đá hồn năm thì về sau ai cũng cần mình. Nói chung là viên này nói chung là thích thì mình khảm, nói chung là mình có điều kiện mình khảm thêm để mình tăng đam với tăng né mình lên thêm. Còn viên này là cái đặc trưng môn phái mình không cần mấy hả, thật sự là không cần mấy. Rồi qua tới khảm y phục, khảm y phục tức là khảm áo đó. Khảm áo thì đá hồn sơ này là vô tự bi nó tăng sẽ tăng cho mình cái tỷ lệ thuộc tính 28 điểm và hồi phục sinh lực thì mình ép viên này luôn, ép viên vô tự bi ha. Còn đá hồng cổ yên viên tăng cho sức mạnh và kháng kháng thời gian thuộc tính thì mình cần cái kháng thời gian thuộc tính. Còn viên sức mạnh này thì nói chung mấy viên đá này á mình chơi nhiều server mình thấy là mấy viên đá này nói chung mới là đi hoạt động, có những viên đá đi hoạt động có như thế này nó cỡ nào nó cũng minh giá 650 675 sau này nhiều lắm, cho nên là mình không cần thiết mình phải lên sớm. Đúng là cái thuộc tính nó cần nhưng mà mình không cần thiết phải lên sớm. Bạch khởi thì những cái viên đá tầng lăng thì mình cũng nói với anh em luôn á, cái kháng tất cả này cần đó nhưng mà những cái viên đá này về sau nó cũng minh giá rất là nhiều tại vì đi tầng lăng cỡ nào cũng rất là nhiều lắm. Rồi thanh hiểu sư thái thì nó tăng cho mình cái thể chất 56 điểm với kháng tất cả 14 điểm, mình cần ép viên thanh hiểu sư thái này ha. Rồi đá hồn lôi thì tăng cái né tránh thì mình to sẵn rồi nhưng mà thích thì anh có thể khảm ha. Nằm nơi chảnh cái đá hồn viên đá hồn này hiện tại server Việt là viên Lâm Thanh Vũ này kìa, khảm áo phản đòn cận chiến và kháng tỷ lệ thuộc tính. Mình nghĩ là cái viên này là cần cho môn phái Minh Giáo nhưng mà cái viên này là ở server Việt Nam hiện tại là mình chỉ có được thông qua cái sự kiện là đi di tích tầm bảo, với là viên đá này hiện tại bên server Việt Nam là không cho bày bán nhưng mà về sau thì nó lại cho bày bán, cho nên là anh em mình lưu ý cái việc này ha. Viên đá này về sau cho bày bán nhưng cho nên là clone hiện tại nếu mà có thì mình cứ sử dụng cho khoan khoan đeo vô cho clone, mình cứ để dành nó sau này mình bán được ha. Ok rồi tiểu ảnh phong thì tiểu ảnh phong nó sẽ tăng cho mình cái thuộc tính thì là phản đòn cận chiến với sinh lực. Thì nãy dọn tiêu vụ cái dọn vân mộc thanh vũ này nó có rồi cho nên là cái viên này nó bị phế đi bỏ. Cái viên vô tướng này nó tăng cho mình kháng tất cả và hồi phục sinh lực. Cái viên đá này chỉ dành cho những ông server mới mở hay là cấp thấp thôi. Long ngạo thiên kháng tàn phế sinh lực chả liên quan gì hết. Lôi phong tăng kháng choáng chả liên quan luôn. Trương tâm lăng hồi phục sinh lực chả liên quan luôn. Mấy viên đá về sau thấy không liên quan gì hết. Kháng làm chậm kháng tê liệt thì mình thấy cái viên đường quyên quyên này thì cần cái kháng tê liệt cho đánh đánh thi đấu môn phái này nhưng mà về sau không cần mấy cái viên này làm chi hết. Rồi lên tới đây để coi viên đá cao rồi có thêm viên đá gì không, thì mình thấy là có thêm cái viên hoàng nhan hồng liệt. Hoàng nhan hồng liệt này là hoàng nhan hồng liệt chưng tăng cái kháng tất cả cơ bản lên, hoặc là cái đá hồn này có thông qua các hoạt động công hành chiến liên server thì tăng cái kháng tất cả cơ bản mình cần cái đá hồn này ha để khảm vào áo. Rồi còn cái khảm ngọc bội thì để coi Long Vương Sư Vương thì nó tăng cho mình cái tỷ lệ bỏ qua cái tỷ lệ bạo kích cơ bản của đối phương. Mình thấy viên này cần để mình khảm vô này ha, với lại cái thời gian này thời gian gì ta, kháng thời gian anh em đợi mình tí,
kháng, bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản và cái kháng thời gian tê liệt 42 thì mình nghĩ là mình do Long Viên Long Vương Sư Dương này cần để mình khảm vô ha. Còn Hoàng Nhan Lâu Thức nó tăng cho mình cái miễn sát thương bạo kích thì mình cần cái đam sát miễn sát thương bạo kích nè anh em ơi. Đó. Còn Lá Hồng Đế Tư thì kháng tỷ lệ bạo kích. Nó những cái viên đá hồn mà từng lăn thì mình đã nói rồi, trong cái hoạt động từng lăn thì những viên đá hồn này về sau nó bán rẻ lắm, cho nên là mình không cần thiết phải lên quá sớm, nhưng cái đó gọi là cơ đề cử ha. Trúc Tử Hư tăng cho mình là cái linh hoạt với cái né tránh 56, nói chung viên này về sau ai tôi thấy nó khá là nhiều, lúc nào cũng binh giá hết. Rồi Đá Hồn Ngu Cơ tăng cái kháng hoại với cái thời gian kháng tê liệt. Thời gian kháng tê liệt ha. Đâu cần đâu. Mình cần để thi đấu môn phái. Nói chung mình cần để đánh thi đấu môn phái. Hà Nhưng Ngã tăng cho cái tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, tăng sát thương bạo kích 8%, mình nghĩ Hà Nhưng Ngã cần nè. Gia Luật, Gia Luật này là Gia Luật gì ta? Gia Luật Sở Tài à, Gia Luật Sở Tài tăng cho mình cái miễn sát thương bạo kích với tỷ lệ kháng tê liệt, mình cần cái miễn sát thương bạo kích, kháng tê liệt mình cũng cần luôn. Gia Luật Sở Tài, còn cái Đá Hồn này là Yên Nhược Tuyết thì phải. Cái chữ này, đúng rồi, Yên Nhược Tuyết nó đó, tăng cho mình cái né tránh với sinh lực, hay không cần rồi đó. Cần né tránh, cần gì? Thượng Long Phi, Thượng Cung Phi, Phi Long, Thượng Cung Phi Long. Đó, việc cần cái kháng họa, nhưng để coi về sau mấy cái viên đá cấp cao có gì nữa không. Thì có Võ Tắc Thiên Dương này, Võ Tắc Thiên Dương này nó tăng cho mình cái kháng, Võ Tắc Thiên Dương này tăng cho mình cái kháng hút sinh lực nè, với lại sinh lực cơ bản 9%. Gớt mít nha anh em, thông cảm gớt mít. Ha, nhép Võ Tắc Thiên. Rồi Đá Hồn Khảm Đai. Khảm Đai thì hàng mông nó sẽ tăng cho mình cái sinh lực cơ bản 12 điểm, cái bổ qua né tránh 56 điểm thì mình ép đường viên hàng mông này có được thông qua đàn tàu bản hồ cao, với lại nói chung là mấy viên này tùm lum hoạt động có hết, mở đá cũng có, đi cái gì thương nhân tây vực cũng có, chung là mà cái hoạt động chính của nó có qua cái việc là đạo tàng bản đồ cao có. Cho nên là tăng cho mình sinh lực cơ bản với là cái bộ quan né tránh, mình nghĩ là mình cần cái viên này ha. Rồi Kim Ngột Thuật. Kim Ngột Thuật tăng cái kháng kim với thời gian hiệu quả thuộc tính thì mình là môn phải khống chế mà mình nên tăng cái viên này lên ha. Còn Đá Hồn Hạng Vũ tăng cho mình cái sát thương gối. Nhầm cái này không phải ông Đá Hồn Hạng Vũ. Nhìn cái mặt nó giống Hạng Vũ chứ không phải Hạng Vũ, nói chung là này thấy họ hàng cái Hạng Vũ mà không phải. Thạch Hiên Viên nó tăng cho mình cái bỏ qua kháng tất cả cơ bản, bỏ qua kháng tất cả cơ bản của đối phương nha, 13% tăng cái Thạch Hiên Viên. Nói chung cái viên này về sau cũng rẻ lắm, nó không đến mới rẻ hay bên server Trung Quốc hiện tại server VMT vẫn tăng. Thì cái viên này nó có thể nó có được thông qua phương hoạt động mà cho nên là viên này về sau rẻ, nhưng mà chả biết tại sao bên đây nó vẫn bán 945 chứ thật ra bên server tôi bán 810 hay 6675 không ai mua hết. Lý Hiển Trung tăng cho mình kháng tất cả do hồi phục sinh lực. Viên này khảm đai, ok, cần liên như Lý Hiển Trung. Rồi Nam Dương Ảnh Phong tăng mình thể chất về né tránh này, mình cần cái này thể chất về né tránh của Dương Ảnh Phong nè. Rồi cái viên này là viên Doãn Hàm Yên. Nó chỉ tăng sinh lực điểm thôi cho nên là anh em cần thì mình khảm, không cần cũng không chả sao. Cái viên Lý Điền Nhi thì nó tăng cho mình cái phản đòn tầm xa. Với sinh lực thì mình cần, mình thấy mình nghĩ đánh nhưng không phải tầm xa, mình cần thì mình khảm không thôi. Còn cái này Đá Hồn Nam Cung Diệt này nó sẽ tăng cho mình cái sinh lực cơ bản 12 điểm với cái hồi phục sinh lực 140 điểm. Thì mình mấy ông cấp nhỏ thì mình cần, chứ về sau mình thay đổi cái viên đá hàng mông rồi cho nên hay mình thấy không cần cái viên này. Còn nói về khảm theo kháng theo hệ thì hệ quả có viên
viên hàng lọc dương, hàng hàng ngọc lọc vương thì tăng cái kháng quả, với lại có kháng thủy thì nó có viên củ dĩ hầu dương, nó tăng cái kháng thủy cho mình. Nó còn nạp lam chân thì tăng thể chất, nhưng mà những cái mấy viên đá về sau, về cấp đầu tiên hay viên đá về sau thì không cần nữa. Rồi về những đá cấp cao hơn nữa có tầng thủy hoàng, nó sẽ tăng cho mình cái ngũ hành cường hóa và cái sinh lực cơ bản nữa nè. Đó thì thấy thảo vào được những cái viên này. Rồi về bên hộ thân phù, hộ thân phù thì bắt đầu đá hồn 4 thì nó có viên đá hoàng nhan hồng liệt, nó tăng cho mình lực tấn công 84 điểm và cái sinh lực cơ bản 6%. Thì tôi nghĩ là khảm viên này cần khảm viên này ha. Viên này có tên là đơn khắc ninh này, nó sẽ tăng cho mình là cái né tránh và cái thời gian bỏ qua cái kháng tỷ lệ thuộc tính dân nhanh nhẹn, kháng tỷ lệ thuộc tính thì mình cần cái này để mình nói chung ai khống chế hơn thì nó ăn ha. Còn cái viên băng lưng kích hoàng này nó sẽ phản đòn cận chiến 7% và hồi phục sinh lực, thì anh em nào thấy mình cần chiến thì mình cần khảm viên đó, mình cảm ngưng công hạt hoàng. Tôi nghĩ viên này là cần thiết nhất nè, tại vì nó tăng cho mình cái né tránh cơ bản 6%, cái sinh lực, cái né tránh cơ bản nó cần thiết lắm anh em ơi ha. Rồi cái đá hồn khúc hà để tăng sinh lực cơ bản với lại hồi phục sinh lực, nhưng mà dây đá này đá hồn cấp thấp rồi. Còn cái viên liễu tiêu đình kháng tỷ lệ thuộc tính với thời gian kháng choáng không cần thiết luôn. Quyền từ là nó tăng sinh lực cơ bản, thì thấy cái này cần cho mấy ông cấp thấp, này tăng cái lượng máu giấy của mình lên nè. Nói chung mấy ông cấp cao với mà dư lỗ khảm cũng cần thiết, viên này sầm xí kháng thổ ai cần tới nữa. Rồi qua tới khảm dài thì để coi ai nhầm bởi coi những cái viên học bội, những viên cấp cao cần còn viên nào không ha. Thì có võ thất thiên âm nè, nó tăng cho mình cái kháng hút sinh lực với lại lực tấn công. Viên võ thất thiên này cũng là mắc lắm anh nè. Thì nói chung là tùy điều kiện mình thôi, mình có điều kiện thì mình cứ mua ha. Rồi qua khảm dài thì có băng nghi tăng nhanh nhẹn với sinh lực cơ bản. Thì nhanh nhẹn mình cao, mình muốn ép thêm nữa cũng được. Nói chung là mấy viên này thì thông có được thông qua cái hình như qua sơn luận kiếm của ông ta, cho nên là viên này nó cũng không đến nỗi giá cao. Hiện tại bên đây nó bán là 1.4 mấy. Viên này chắc giá cũng hơi đắt, nhưng mà là mình thấy mình né tránh cao sẵn rồi, cho nên anh em nào mình giống như là mình muốn tăng cái né lên nữa thì mình khảm thôi, cho nên mình thấy mình không cần ha. Viên niên thú này tăng kháng tất cả 42 điểm mà mình nghĩ là cần nè. Rồi quyền thiên đạo nhất chân nhân chứ nhầm, đạo nhất chân nhân tăng cái bổ qua kháng tất cả với cái nhanh nhẹn. Khảm luôn. Kinh kha thì tăng bổ qua hình như hai viên này nó giống nhau rồi vậy. Hai viên này nó cùng thuộc tính, nhưng mà quyền thiên đạo nhân thì nó cái tăng nhanh nhẹn, còn kinh kha thì nó tăng cho mình cái né tránh, một cái là tăng nhanh, cái tăng né, chung mà tùy anh em lựa chọn thôi. Còn lý nguyên bá tăng thể chất nè, nhưng mà nãy mình có liên viên nhầm lý nguyên bá tăng thể chất, tăng cái 84 điểm thể chất lên. Đá hồn nạp lam tìm lãm thì tăng cái bỏ qua kháng tất cả 28 điểm. Cũng cần cho mấy ông về né tránh này, viên này không cần rồi. Cần cho những cái bạn gọi là server đầu mới mở này nọ, về sau thì thay đổi đá này hết trơn. Trọt bảo tặc nhanh nhẹn xin né tránh không cần. Đá hồn cái này tăng kháng tất cả, nhưng mà mình có đá niên thú, về sau mình có thay thế bằng đá niên thú rồi, cho nên không cần cái viên này nữa. Nguyệt Minh Nhi thì chỉ tăng né tránh với lại hình như cái này là linh hoạt chứ không phải né tránh. Nhanh nhẹn nãy giờ tôi đọc đúng rồi. Nhanh nhẹn này thì không cần luôn. Thì nói chung mà khảm dài về cấp lớn hơn nữa thì có
Tuyệt thế ngu cơ tăng cái giảm sát thương cuối 6% ha. Nói chung hết rồi. Vì cái giờ cái mặt khảm đá thì những cái viên gọi là bắt đầu những viên đá cơ bản, nói chung là từ thời Võ Lâm sơ khai tới giờ thì những cái viên đá nó là nãy giờ mình sơ lược qua hết những viên đá, bây giờ mình mới tới những cái viên đá mà sau này xuất hiện, tức là cái những cái mốc mà những viên đá không được bày bán thì mình sẽ soi qua cái những cái hoạt động ha. Rồi mình nói với anh em. Rồi, thì qua tới phần này là mình sẽ nói về những cái viên đá gọi là chưa có xuất hiện ở phiên bản Võ Lâm truyền kỳ Mobile Việt Nam. Rồi, sắp tới nó sẽ về Võ Lâm truyền kỳ Mobile Việt Nam. Cái thứ hai là những cái viên đá mà có hoạt động liên server, hoặc là những cái viên đá mà không có cho bày bán này nọ, những cái viên đá gọi thật được thông qua những cái hoạt động nhưng mà không cho bày bán ha. Thì cái này cái nhóm đá đó. Thì cái đầu tiên mình sẽ nói về cái viên đá mà vạn độc cức vàng. Cái viên đá này có được thông qua cái hoạt động săn thu lệnh dã ngoại ở mốc 100 ở level 140. 140 trở lên thì viên đá này dùng để khảm hài, nói chung là khảm dài ha, đá hồng cấp 5. Hiệu quả nó mang lại cho mình là bổ qua kháng tất cả cơ bản 20%. Đó. Viên này thì tôi nghĩ là cần cho Minh Giáo luôn. Rồi cái viên thứ hai là quyền quyền băng điêu hoàng, thì cái viên này khảm dây chuyền nè, cũng thông qua hoạt động gọi là săn thu lên ra ngoài luôn, nó tăng cho mình cái sinh lực cơ bản 20%, thì cái sinh lực cơ bản mình thấy mình cần luôn ha. Đó là cái những viên mà gọi là những cái viên này Việt Nam có hết rồi. Rồi hoạt động ngữ chạy không có Võ Lâm Minh Chủ, hay cái viên đá hồn gọi là quỷ cấp tử, hay quỷ cấp tử nó chia quỷ cấp tử dương là quỷ cấp tử âm. Nói chung là những cái viên đá này nó sẽ có được thông qua cái hoạt động Minh Chủ liên server. Minh Chủ liên server thì mình có để mình đấu giá trên cái kênh bang của mình đó, đó thì mình sẽ có cái viên đá quỷ cấp tử này ha. Rồi thì quỷ cấp tử âm này á, sẽ khảm vô cho thuộc tính khảm là thắt lưng, đá bắt hồi từ đá hồn cấp 5. Cái này là miễn, cái này là phản đòn miễn thương. Phản đòn miễn thương tức là bên game hiện tại là có phản đòn sát thương là chia phản đòn tầm gần và phản đòn tầm xa, còn phản đòn miễn thương tức là thay vì cái sát thương nó triệt tiêu đi, cái sát thương nó là bị bỏ đi, nói chung là không bị tính đam á, thì bây giờ thay vì không tính đam thì nó phản ngược lại đối phương luôn, thì đó là cái hiệu quả của phản đòn miễn thương ha. Rồi tỷ lệ bạo kích nó tăng cho mình 42 điểm, thì tôi thấy viên đá này quỷ cấp tử này là cần thiết cho một phải mình giáo luôn, là quỷ cấp tử âm. Rồi qua tới quỷ cấp tử dương thì nó cũng nói chung là hai viên đá này nó nguồn gốc nó từ như nhau, nói chung là hoặc cũng là hoạt động Minh Chủ liên server, thì cái nó khảm là khảm áo nè, khảm áo là cũng 10% phản đòn miễn thương với lại cái kháng tất cả nó tăng cho mình 20 điểm, thì tôi thấy là viên đá này cũng cần cho mình giáo luôn. Đường hiểu hồi nãy có rồi, cái viên này cho bài bản này nọ. Rồi công hành chiến rồi về sau có Ngưu Doãn Vân. Ngưu Doãn Văn thì nó sẽ tăng cho mình cái viên này để cũng là khảm áo luôn. Khảm áo thì cái viên này nó sẽ tăng cho mình cái lực tấn công cơ bản 6% và cái thời gian kháng thời gian hiệu quả thuộc tính tăng 40 điểm, thì viên Ngưu Doãn Văn này khá là tốn tiền cho nên là cần ha. Rồi Dương Dương Đằng này thì tăng thể chất với linh hoạt, thấy cái viên này cần càng cần ác ác luôn, cái viên này là khảm áo. Ok, cái này cũng phải khảm áo, nhầm nhầm nhầm. Cái viên này mới khảm áo chứ. Đúng rồi, cái chữ này là chữ y phục. Còn cái chữ này là cái chữ bảy rồi, cái viên này không phải khảm áo. Viên này là khảm bao tay, trời đất ơi, nãy giờ lộn nhầm. Nhầm từ cái lúc mà Võ Lâm Minh Chủ luôn. Đây viên này khảm bao tai, tôi nãy tôi nhầm viên này khảm bao tai ha. Thì xuống dưới đây thì cái viên Dương Đằng này cũng khảm bao tai luôn, tặng cho mình thể chất linh hoạt, tôi nghĩ là cần luôn. Còn cái viên này là cái gì, không vô không không tước, không tướng này là sẽ khảm vũ khí ha, thì cái viên này đó sẽ tăng cho mình là cái bỏ qua kháng tất cả. Bỏ qua kháng cả 28 với sức mạnh. Sức mạnh thì mình có sẵn rồi, bỏ qua kháng cả thì khảm vũ khí, tôi thấy anh em nào cần mình khảm thì thôi, không cần thì thôi. Dương này là Dương Vân. Vương Vân này, viên này là để khảm nón nè.
Vương Vân chắc chữ đi đi hỏi ông ngoại. À Vương Văn Tiêu, Vương Văn Tiêu cái viên này để khảm nón này, cái viên này thì nó tăng cho mình cái thời gian kháng tỷ lệ thời gian kháng hiệu quả thuộc tính viên này để giảm cái khống chế cái thời gian mà mình bị trúng mấy cái trạng thái xuống nè. Viên này khảm được nhưng mà tốn tiền dữ lắm, cho nên là cái hoạt động công thành chiến liên server tốn tiền nó ngang ngửa cái viên này đó. Rồi cái viên sau này là Dương Công Vọng, cái này là khảm hộ thân phù, thì viên này khi mà xuất hiện môn phái Minh giáo thì nó cũng xuất hiện cái đá hồn mà tương ứng với môn phái ở đó. Thì cái viên này anh em cũng nhìn thấy cái mặt này nó thấy nó cũng giống giống mà chữ môn Minh giáo ha. Thì Phương Công Vọng, à cái tên khó đọc quá, thì nó tăng cho mình là nó giảm cái sát thương cuối cho mình 6%, cũng có được thông qua công hành chiến luôn, mà chắc là công hành chiến liên server rồi. Rồi ha, thì qua xương lượng kiếm băng nghi coi coi giò tắc thiên, thì sao giò tắc thiên nó cũng chả xuất hiện đá hồn gì mới, từng thủy hoàng cũng vậy luôn. Tâm ma để coi, tâm ma vẫn như vậy không có gì mới. Viên này, viên này ủa mà nó là ngu dẫn văn chứ đâu có gì mới đâu. Rồi thì cái này đá hồn này có được thông qua những cái sự kiện gì tới tầm bảo, thì nãy cái đá hồn này ở phiên bản Việt Nam hiện tại nó không có cho mình, nó không có cho mình giao dịch ha, nhưng mà bên server Trung Quốc thì về sau thì trong một cái bản cập nhật mới nó sẽ cho mình giao dịch. Rồi tiếp ha, thì cái viên này là viên mạnh thương lam, vị trí mạnh thương lam mà khảm nón hay chung mà tăng cho mình là cái nhanh nhẹn 80 linh hoạt 40, thì viên này tôi mới thấy cần đó, nhưng mà mở khá là khó ra, cho nên là cái này nó không cái mấy viên này không vô bài bán mà đi di tới tầm bảo thì nói chung là hay không bằng hên. Nói chung mở cái gương sao có được. Rồi công hành chiến rồi cái kiểu cái này là bí cảnh ban hội, bí cảnh ban hội thì có Vương Đằng này, hồi nãy nói rồi, Vương Đằng này nói rồi. Còn cái này là Vương Vân Tiêu cũng nói luôn rồi. Còn đá hồn này bên Hiên Sơn, Kinh Tuyết, Kinh Tước thì tăng cho mình cái vị trí khảm là nhẫn này. À, sát thương một kích 5%, thấy với tôi thấy viên này cần, tận cần cái sát thương một kích này, viên này ha. Rồi danh tướng thì về sau không có đá gì mới. Cái này cũng như luôn, quần anh hỏi cũng không có đá gì mới, nói chung là hết rồi. Rồi, thì tôi thấy cái sơ ghi về cái khảm đá hồn và chiêu mộ đồng hành của tôi tới đây tôi kết thúc được rồi, tại vì tôi cũng nãy giờ cũng hơn cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi. Rồi thì theo nhận xét của quý vị như thế nào, nếu mà anh em có gì đóng góp thêm rồi ý kiến của anh em về cái đồng hành với là cái chàng đá hồn tôi nói đề cử cho anh em như thế nào thì comment ở dưới ha. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị anh chị em, tôi là vui nữ người kênh Vui Khi Liêu.